Sáng 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc bắt đầu tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Cuộc tấn công này theo phía Trung Quốc cho biết là một cuộc trừng phạt đã được thông báo trước. Cuộc tấn công của Trung Quốc ở những vùng có địa hình rất khó khăn, người Việt Nam ẩn nấp ở trong rừng, trong các chiến hào, đường hầm để chống trả. Chỉ huy quân đội Trung Quốc cho biết họ không có ý định chiếm giữ Việt Nam mà chỉ là một cuộc phô trương sức mạnh đã được báo trước. Ngay từ đầu họ đã cho biết không có ý định tấn công tới sông Hồng hay là chiếm Hà Nội. Trong cuộc chiến đẫm máu kéo dài 3 tuần này, mỗi bên thiệt hại bao nhiêu sinh mạng, người ở ngoài không ai biết. Con số mà Hà Nội hoặc Bắc Kinh đưa ra đều không đáng tin cậy. Một điều dễ dàng nhận thấy là ngay trong những ngày đầu tiên, Trung Quốc đã chiếm được Lào Cai, Cao Bằng và Đồng Đăng. Sau 10 ngày, họ đã chiếm được nút giao điểm Lạng Sơn, nơi có tính chiến lược trong việc phòng thủ của Việt Nam. Từ đây, họ có thể đưa quân vào chiếm Hà Nội nếu như họ bất chấp thiệt hại về sinh mạng. Ở Bắc Kinh, người ta tuyên bố chỉ muốn chứng minh cho thế giới thấy rằng Việt Nam không phải là mạnh thứ ba thế giới về quân sự, chỉ sau Mỹ và Liên Xô như người ta nghĩ. Và Trung Quốc muốn cho tất cả thấy rằng không phải là không có ai đánh bại nổi Việt Nam. Trận này có vào khoảng 200.000 quân Trung Quốc đối đầu với 100.000 quân Việt Nam. Bộ chỉ huy ở Hà Nội rất thông minh khi đặt những đội quân dự bị chiến lược và quân đội chính quy nằm ở tuyến sau và để cho du kích và dân quân địa phương đánh nhau với lính Trung Quốc trong trận đầu tiên. Chỉ riêng trận chiếm lại Lạng Sơn thì Hà Nội mới điều động 2 sư đoàn chính quy. Những hình ảnh này đều do phóng viên chiến trường của Trung Quốc quay lại và đương nhiên nó cho thấy sức mạnh có vẻ ghê gớm của họ với pháo binh, súng phóng lựu và hàng đoàn xe tăng T-59. Sự thực là quân đội Trung Quốc được trang bị quá nghèo nàn, vũ khí thì quá lạc hậu, điều mà chỉ huy quân giải phóng phải thừa nhận. Đây là một cuộc chiến giữa người châu Á, xét về khía cạnh như sự quyết tâm, mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh thì người Trung Quốc có vẻ không thua người Việt Nam. Nhưng người Trung Quốc vượt trội, ở chỗ họ có một biển người không biết mệt mỏi và tiếp tế từ hậu phương rất tốt. Quân đội Trung Quốc không dùng chiến thuật biển người như thời chiến tranh Triều Tiên mà họ tấn công thành những tốp nhỏ, những đội đặc nhiệm. Trong thời chiến giữa Việt Nam và Pháp cũng như với Mỹ, rất nhiều người Trung Quốc đã giúp sửa đường sắt, đường bộ và cây cầu để giao thông từ Nam Trung Quốc xuống Hà Nội được thông suốt. Nhiều người họ quen từng cái đinh, từng con ốc, giờ đây họ phá hết. Trái ngược với những người lính Pháp và Mỹ trước đây rất quý trọng mạng sống, những người Việt Nam phải đối mặt với một quân đội cùng tóc đen da vàng như họ, một đội quân sẵn sàng phung phí mạng sống của người lính. Trước khi kết thúc đợt tấn công mà theo họ là đã đạt được kế hoạch, một vị tướng Trung Quốc tuyên bố, đây là một cuộc tập trận rất bổ ích cho quân giải phóng vì từ gần 30 năm nay kể từ lúc chiến tranh Triều Tiên, Trung Quốc chưa có chiến tranh và bây giờ coi như có thêm một kinh nghiệm chiến đấu và cũng như một bài học rất tốt. Mặc dù cuộc chiến này chỉ trong vài khu vực vùng biên giới bị chiếm đóng nhưng nó có tác động tâm lý rất lớn trong khu vực Á Châu. Một nhà báo Pháp đặt câu hỏi, nếu như cũng có một vụ tranh chấp biên giới xảy ra và những thành phố như Lille, Strasbourg, Metz rơi vào tay đối phương thì sẽ ra sao?
Côn Minh, thủ phủ của Vân Nam, phía nam Trung Quốc, không có biểu hiện gì của chiến tranh. Những người đàn ông đang tập thái thực cực quyền trên quảng trường lớn của thành phố. Nơi đây người Trung Quốc cho thấy cuộc sống an bình của họ ngược lại những gì đang xảy ra ở biên giới. Vân Nam có biên giới chung với Việt Nam, nhưng ở đây không ai có cảm giác là có chiến tranh. Trong Côn Minh rất hiếm hoi người ta mới thấy người mặc quân phục. Những tờ báo tường này chỉ thấy việc bốn hiện đại hóa Trung Quốc chứ không ai nhắc gì tới cuộc chiến với Việt Nam. Từng đoàn khách du lịch vẫn kéo nhau tới thăm những ngôi đền và những lâu đài cổ nằm cạnh một hồ nước tuyệt đẹp phía tây của tỉnh Vân Nam được xây từ những triều đại cách đó rất lâu. Những bức tượng La Hán này nằm ở phía tây dãy núi được cho là từ thời Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Một triều đại đã ba lần tìm cách đưa Việt Nam trở lại vòng kiểm soát của họ nhưng đều bị đánh bại. Những người bộ đội Cụ Hồ bị Trung Quốc bắt làm tù binh mặc cho sự có mặt của những sĩ quan Trung Quốc vẫn hát to bài Việt Nam Hồ Chí Minh. Chúng tôi là những người ngoại quốc đầu tiên được phép tới thăm. Một cảm giác rất kỳ lạ khi trực tiếp nhìn thấy những người lính này trong tay người Trung Quốc, mặc dù trước đó chúng tôi đã chứng kiến họ dưới thời Pháp cũng như thời Mỹ. Những tù binh này chuẩn bị được trao trả về nước, với vẻ ngoài thì được chăm sóc rất tốt và họ được tự do bày tỏ ý kiến và không ai than phiền về việc đối xử bất công. Nhưng họ phải chịu những đòn tâm lý rất nặng thường xuyên khi người Trung Quốc tìm cách tuyên truyền theo chính sách của họ, nhưng không thuyết phục nổi những người bộ đội Cụ Hồ với lập trường cứng rắn. Khi được hỏi về so sánh giữa quân Trung Quốc và quân Mỹ, một sĩ quan bị thương ở sư đoàn 316 A trả lời với chúng tôi như sau. Quân Mỹ thì nhiều vũ khí hơn, nhưng quân Trung Quốc thì đông người hơn, và trong lúc đánh nhau thì quân Mỹ nhát hơn. Und die Amerikaner waren in der Schlacht ängstlicher. Tỉnh Vân Nam với những đồi núi chập trùng cùng những dân tộc thiểu số có chung nguồn gốc với những người thiểu số ở các nước lân cận Đông Nam Á, cho nên nó có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Với những người lãnh đạo Trung Quốc, kể cả từ thời phong kiến, Trung Quốc là tâm điểm của vũ trụ và Việt Nam là một phần của họ, điều mà ngay từ cái tên đã nói, Việt Nam là người Việt ở phương Nam, một vùng ảnh hưởng tự nhiên của người Trung Quốc. Quân Trung Quốc rút về nước, người Việt Nam quay trở lại. Những thành phố ở vùng biên giới bị phá hủy hoàn toàn. Vor
trước khi rút quân hoàn toàn về nước, Trung Quốc cho phá hết cầu cống, đường xá, nhà cửa. Người Việt Nam cho biết một vùng biên giới rộng lớn bị san bằng. Nước Việt Nam sau 30 năm chiến tranh đã quá mệt mỏi, giờ đây lại còn phải chịu một cảnh thê lương như thế này. Để xây dựng và phát triển vùng biên giới này trở lại như cũ là một điều vô cùng khó khăn. Quân đội chính quy tinh nhuệ của Việt Nam hành quân lên tuyến đầu vì không ai bảo đảm được Trung Quốc sẽ không tiếp tục sang gây chiến. Ngay cả trên khuôn mặt của những tên tù binh Trung Quốc hiện ra vẻ bất cần và tức giận. Trung Quốc sẽ là một đối tượng không lường trước được, một đối thủ nguy hiểm hơn cả Pháp hoặc Mỹ. Nhưng Bắc Kinh có vẻ sở hữu một sự kiên nhẫn dường như bất tận. Trong thủ đô Hà Nội, người ta đã ra lệnh tổng động viên. Các đội dân quân được thành lập, những người công nhân của các nhà máy được huấn luyện chiến đấu. Cảnh sát giao thông được trang bị vũ khí. Kẻ thù Trung Quốc được vẽ trên những bức tranh lớn là những kẻ xâm lược khát máu. Những người đàn ông dân thường dân thì được sắp xếp chế độ 8 tiếng, 8 tiếng làm việc, 8 tiếng quân sự và 8 tiếng nghỉ ngơi. Điều mà ngay cả với những người đã quá quen thuộc với chiến tranh như Việt Nam cũng khó mà có thể chịu đựng lâu dài được. Nỗi đau của dân tộc nhỏ bé này dường như bất tận. Mặc dù vậy, họ vẫn tập trung trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để ăn mừng chiến thắng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng phát biểu về sự chiến thắng và sự quyết tâm không lùi bước trước kẻ thù. Quân xâm lược Bắc Kinh đã bị đánh bại và phải nói họ thiệt hại nặng nề. Và đó chỉ là đánh nhau với quân địa phương và du kích của chúng tôi. Nếu chúng ta xem xét một cách tổng quan thì sẽ thấy rõ chiến thắng của chúng tôi như việc thua trận của Bắc Kinh, không chỉ trên mặt quân sự mà còn cả chính trị, về đối nội cũng như đối ngoại. Cảng Hải Phòng ở miền Bắc, nơi mà người Mỹ đã một thời từng thả bom mìn xuống, từng đoàn tàu của Liên Xô chen nhau xếp hàng để chờ bốc xếp hàng xuống. Liên Xô trong lúc ấy không trực tiếp đưa vũ khí cho Việt Nam, không tấn công hỗ trợ như Hà Nội chờ đợi, nhưng số lượng hàng hóa cũng như trang bị được tăng lên gấp bội. Vì cảng của Việt Nam bị ứ động hàng hóa, nhiều tàu phải chờ hàng tháng trời để giao hàng. Liên Xô đưa cả luôn những người chuyên gia tình nguyện qua để hỗ trợ hàng hóa được thông suốt. Bắc Kinh nói, với những hỗ trợ lớn này của Liên Xô thì Việt Nam sẽ ngày càng lệ thuộc vào Liên Xô nhiều hơn, mất thể diện trên trường quốc tế và trở thành một Cuba thứ hai ở châu Á. Liên Xô đã không tấn công vào biên giới phía Bắc Trung Quốc như người Việt Nam hy vọng. Ở châu Âu, đặc biệt là Bonn, người ta nói đó là một sự lựa chọn khôn ngoan của Liên Xô. Riêng ở châu Á thì họ đánh giá sự việc hoàn toàn khác. Họ cho rằng đó là Liên Xô còn kiềm chế. Với Liên Xô thì chiến tranh Trung Quốc là một điều quá nguy hiểm. Chiến tranh hạt nhân là điều khó có thể tránh được. Và nếu chiến tranh thông thường với Trung Quốc thì có thể gấp 20 lần toàn bộ cuộc chiến giữa người Mỹ và Đông Dương trước đó.
Liên Xô xem như một người khổng lồ bị vướng mắc bởi quá nhiều những hiệp định, những lời hứa ở khắp các nơi. Với những người Á Châu, họ giống như một nước Hoa Kỳ đỏ. Chúng ta hãy cùng nhau xem mặt trận biên giới Việt-Trung. Trung Quốc đã tấn công thành những mũi ở nhiều vùng Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Lạng Sơn. Những vùng này đối với tôi rất quen thuộc. Tôi từng đến thăm từ thời Pháp cũng như là thời chiến tranh với Mỹ. Và tôi phải thừa nhận một điều là Trung Quốc rất thành công trong cuộc chiến ngắn ngủi này. Tất nhiên là cái giá phải trả của họ là thiệt hại rất nặng nề. Trong tương lai, người ta sẽ phải chú ý nhiều tới khu vực Lai Châu. Khu vực này, người Trung Quốc sẽ gặp nhiều dân tộc thiểu số. Và nếu có cuộc chiến khác thì từ đây họ có thể tấn công sang Lào và kéo Lào ra khỏi vòng ảnh hưởng của Việt Nam. Ở phương Tây, người ta coi nhẹ những vụ tranh chấp như thế này. Nhưng ở Thái Lan, người ta cảm nhận được rất nhiều. Họ bắt đầu lo sợ sự bành trướng của người Việt Nam. Người Thái đã cho tăng cường quân đội ở khu vực biên giới với Campuchia. Họ thấy rằng sau những biến động tháng 2 và tháng 3, thì đã có một cuộc chuyển biến mạnh mẽ ở châu Á được bắt đầu. Hết cuộc chiến tranh Đông Dương này tới cuộc chiến tranh Đông Dương khác, hình ảnh vẫn như vậy. Du kích hoạt động trong các vùng biên giới Thái Lan và Campuchia, người ta tuyên truyền rằng đây là những người dân tộc thiểu số Khmer ở Thái đi tuần tra theo lệnh của chính quyền Bangkok. Nhưng thực ra đây là một điều phức tạp mà người ta giấu giếm có liên quan tới Pol Pot. Trước khi Việt Nam đánh sang Campuchia thì nhiều làng mạc của Thái Lan thường xuyên bị Khmer Đỏ sang cướp bóc. Dân chúng đã được sơ tán ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Bây giờ thì những tên trong băng đảng giết người của Khmer Đỏ lại là những kẻ đang trốn chạy. Và đây là một hầm của chúng đã sử dụng qua. Những ngọn cây được treo những lá cờ cũng không giúp được cho an ninh tốt hơn. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng cách đó áng chừng chỉ 5 km. Những người tị nạn cho biết Việt Nam và quân Pol Pot đang đánh nhau ở vùng Nimit. Thái Lan giờ đã trở thành ranh giới của cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba, nhưng quân đội Thái Lan thì thật là tệ hại. Giờ tan tầm ở Bangkok, ở đây những nhà báo ngoại quốc đã nói chuyện với nhau. Nếu Việt Nam tấn công sang đây, thì đoàn xe tăng của họ trước tiên sẽ phải dừng lại trước những đoàn xe nườm nượp và hỗn độn như thế này. Thuyết Domino một lần nữa lại sống lại ở Thái Lan. Khu phố lớn thuộc Menan này đã trở thành trung tâm tình báo của Đông Nam Á. Trong khu vực người Hoa sinh sống ở Bangkok, giữa những cuộc gặp bí mật, người ta đang bàn về việc tiếp tế vũ khí cho Khmer Đỏ. Những người Hoa nắm ở đây toàn bộ hệ thống vận chuyển hàng hóa. Những nhân viên tình báo Bắc Kinh rất hoạt bát và những lính biên phòng của Thái thì rất dễ mua. Thuyết Domino một lần nữa lại được sống lại ở Thái Lan. Thành phố lớn ở gần Menan này đã trở thành trung tâm tình báo ở Đông Nam Á. Trong khu vực người Hoa sinh sống ở Bangkok có những cuộc gặp bí mật.
Người ta đang bàn về việc tiếp tế vũ khí cho Khmer Đỏ. Những người Hoa giàu có ở đây nắm toàn bộ hệ thống vận chuyển hàng hóa. Những nhân viên tình báo của Bắc Kinh rất hoạt bát và những người lính biên phòng của Thái Lan thì rất dễ mua. Cho tới nay, người ta vẫn phải cố giữ đạo Phật làm tôn giáo chung cho cả đất nước. Những cái Gautama này có tác dụng như một chiếc lá chắn bảo vệ cho xã hội bảo thủ này trước một cuộc cách mạng lật đổ chính quyền có thể xảy ra. Nhưng chẳng phải ở Campuchia người ta đã từng nuôi hy vọng rằng đạo Phật có thể bảo vệ xã hội trước sự xâm nhập của thuyết cộng sản hay sao? Vậy mà lại có một kết quả khủng khiếp. Chính quyền Bangkok cho biết vùng biển thuộc vịnh Thái Lan này là con đường vận chuyển mà Trung Quốc tiếp tế cho tàn quân Pol Pot ở Campuchia. Chúng tôi đã đến thăm cảng Klong Gai nằm ngay gần biên giới Campuchia. Ngay trên mỏm núi khu vực rừng kia là biên giới giữa hai nước. Phần nhiều trong những đoàn tàu đang đợi thủy triều lên kia trong thời bình cũng thường chở hàng lậu. Hòn đảo nằm phía chân trời kia là đảo Koh Kong, một thời đã bị Pol Pot chiếm đóng. Hải quân Việt Nam tìm mọi cách để chặn hết nguồn viện trợ cho đám tàn quân Pol Pot, nhưng không thành công. Bên kia khu vực bờ biển còn đang tranh cãi này là một vùng rừng rậm trên dãy núi Kamedon, chốn lương thân cuối cùng của đám tàn quân Pol Pot, nơi chúng tụ tập những kẻ còn sống sót để chống cự lại sự tấn công của quân Việt Nam. Cách đó không xa, người ta đang vui chơi giải trí trong những câu lạc bộ đêm, những quán bar, disco, nơi mà nhiều người du lịch từ Đức đã quá quen thuộc từ lâu. Ở đây có những dịch vụ gái mại dâm làm cho người ta nhớ về Sài Gòn thuở nào. Ngành công nghiệp giải trí này hình như không hề bị ảnh hưởng hay đe dọa bởi tiếng súng của những cuộc chiến tranh ngay cận kề. Cách đó chưa đầy 100 km. Những hình ảnh này cho người ta thấy sự thật của Campuchia ngày hôm nay. Khổ không thể nào tả được, đói và trốn chạy, gia đình thì tan nát, hàng trăm ngàn người chết. Đất đai thì bỏ hoang, thành phố trống rỗng không người ở. Một đất nước phá sản hoàn toàn, không có kinh tế, không có tài chính. Những tháng ngày đen tối ở Campuchia. Tháng 1 năm 1979, những đoàn xe tăng của Việt Nam đã quét sạch những tên du kích Khmer Đỏ ra khỏi Campuchia. Nhưng những gì họ thấy là một cảnh đất nước hoang tàn, những thành phố trống không người ở và những người dân đang trong cơn tuyệt vọng. Mặc dù quân đội Việt Nam được trang bị rất tốt, kỳ cương nhưng không thể diệt ngay hết đám Khmer Đỏ. Trên đường phố trơn như bôi dầu, người ta đang cho một đoàn lính Pol Pot mới bị bắt đi để các nhà báo ngoại quốc quay phim và chụp ảnh.
Mặc dù vậy, người ta ước chừng vẫn có vào khoảng 30.000 tên lính trốn theo Khmer Đỏ, hầu hết ở độ tuổi từ 12 đến 18. Người Việt Nam đã ngay lập tức dựng lên một chính phủ thân Việt Nam ở Campuchia, nơi một thời nằm trong khối thuộc địa Đông Dương thuộc Pháp. Thủ tướng Phạm Văn Đồng bay sang bằng một chuyến bay đặc biệt để chúc mừng chính quyền mới được thành lập. Những học sinh, những người lính thân Việt Nam được đưa ra đường để vẫy cờ chào mừng phái đoàn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong lâu đài cũ của Hoàng thân Sihanouk, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ký với đại diện chính quyền Campuchia là Hinh Somrin một hiệp ước tương trợ. Cùng có mặt trong đoàn chứng kiến khi đó là Đại tướng Văn Tiến Dũng, người đã từng có mặt tại Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người Việt Nam đã giúp Campuchia thành lập một quân đội riêng để hỗ trợ việc tiêu diệt quân Pol Pot. Nhưng những quân đội này cũng không được tốt cho lắm. Mặc dù ở biên giới phía Bắc, chiến tranh với Trung Quốc đang rất gay go, nhưng Hà Nội vẫn phải duy trì vào khoảng 150.000 quân để có thể ổn định Campuchia. Nếu không có sự hỗ trợ của Việt Nam, thì chính quyền Hinh Somrin sẽ sụp đổ ngay lập tức. Mỗi gia đình ở Campuchia đều có rất nhiều người chết và bằng bàn tay của đám trẻ con được Pol Pot huấn luyện trở thành những kẻ chuyên giết người. Một thời hạnh phúc như vùng Đông Nam Á đã trở thành chốn địa ngục. Đối với người dân, sự cố mặt của quân đội Việt Nam ban đầu không có vấn đề gì, vì quân Việt Nam là một quân đội có kỷ luật rất tốt, nhưng rồi một số người đã làm sai quy định khiến cho nhiều vụ đáng tiếc xảy ra. Hà Nội không thể kiểm soát được tình hình, trong khi đó Bắc Kinh lại thò bàn tay để giúp cho tình hình thêm tệ hại. Người Việt Nam đã cố gắng hết sức cũng như bất chấp tất cả để làm chủ tình hình. Những người lính của họ đang đứng chiêm ngưỡng đền Angkor, cố đô một thời của nước Khmer hùng mạnh. Bắc Kinh nói, Việt Nam là một con rắn đầu đang cắn sang Campuchia, nhưng Bắc Kinh đã nắm được đằng đuôi. Giải pháp nào cho Campuchia? Có tin mới đây nhất khi một chính quyền không cộng sản được thành lập để chống lại Việt Nam. Như người ta thông báo, thì chính quyền lưu vong này có vẻ nằm dưới tay của ông cựu thủ tướng chính phủ trước đó. Nhưng có lẽ biểu tượng duy nhất cho hòa bình, cơ hội duy nhất cho Campuchia là Hoàng thân Sihanouk và ông hiện nay đang ở Bắc Kinh. Chúng tôi đã đến thăm Hoàng thân Sihanouk và được nghe ông kể nhiều về thời gian 3 năm bị Pol Pot giam lỏng. Những kẻ cũng đã từng giết hại rất nhiều người thân trong gia đình của ông.
Hoàng thân Sihanouk rất căm ghét Khmer Đỏ và chính quyền Pol Pot, nhưng ông ta cũng ghét người Việt Nam. Vì theo ông, những người Việt Nam đang xâm chiếm đất nước Campuchia của ông. Ông đòi hỏi trung lập hóa Campuchia và không muốn cho Campuchia lệ thuộc vào Việt Nam cũng như vào Trung Quốc. Nhưng Hà Nội có chấp nhận hay không lại là một câu hỏi hoàn toàn khác, và chắc chắn là người Việt Nam sẽ không ra đi một cách đơn giản như vậy. Việt Nam tỏ thái độ cứng rắn và cương quyết không nhượng bộ với Bắc Kinh qua việc các cuộc đàm phán liên tục bị gián đoạn. Liên Xô có mặt trong buổi mừng chiến thắng ở Hà Nội và tàu chiến của họ đã vào neo đậu trong cảng Cam Ranh, nhưng việc này thì có vẻ người Mỹ đáng lo ngại hơn là Trung Quốc. Việt Nam đã làm một việc không khác gì là tự sát khi đối đầu với Trung Quốc. Vì thực ra trong trường hợp bất đắc dĩ, người ta có thể nghĩ tới rằng Moscow có thể tìm một thỏa thuận tạm thời nào đó với Bắc Kinh. Nhưng Bắc Kinh không bao giờ chấp nhận Việt Nam, nơi họ coi một phần lãnh thổ của họ trước kia, lại đi liên minh và hợp tác với Liên Xô. Hà Nội phải đối mặt với những năm tháng muôn vàn khó khăn, nhất là vào lúc xã hội còn chưa thực sự phục hồi sau khi thống nhất đất nước năm 1975. Phần cuối của cuốn phim này chúng ta sẽ đề cập tới nước thứ ba trong khối Đông Dương, đó là Cộng hòa Nhân dân Lào. Chính quyền thân Việt Nam của Thủ tướng Khai Sòm Phôn Vi Hẳn cũng có mặt sát cánh của người Việt Nam để đối đầu với Trung Quốc. Ngoài ra, ở đây người ta cũng nhắc tới việc Trung Quốc hỗ trợ vũ khí tiền bạc để xây dựng và ủng hộ du kích chống lại chính quyền Lào. Ngôi đền Khmer Vát Pu này ở miền Nam Lào được xây dựng từ thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên. Thời điểm ấy, đế quốc Khmer chiếm một vùng đất rộng lớn cho tới mãi qua Ấn Độ. Những hoa văn ở đền Vát Pu mang theo dấu ấn văn hóa của Ấn Độ giáo. Mãi sau này thì Phật giáo mới du nhập vào và thay thế Ấn Độ giáo. Ở Campuchia dưới chế độ Khmer Đỏ thì các nhà sư gần như bị giết sạch, không còn một ai, nhưng ở Lào thì hoàn toàn ngược lại. Những nhà sư được kính trọng và ưu tiên trong xã hội. Những nhà sư làm công việc hỗ trợ xóa nạn mù chữ cho dân chúng, và chính quyền cũng có tìm một cách để tuyên truyền họ đi theo chủ nghĩa Mác. Đền Wat Phu nằm ở miền Nam Lào, thuộc tỉnh Champasak, nơi một thời là căn cứ của phiến quân chống lại Lào. Khi chính quyền Lào cho phép chúng tôi tới thăm vùng này, nơi phía Nam có biên giới chung với Campuchia, phía Tây với Thái Lan, có lẽ họ cho chúng tôi thấy rằng chính quyền Lào đã kiểm soát hoàn toàn được vùng đất này. Thành phố Pak Se ở vùng Nam Lào, một thời là trung tâm đầu não của phiến quân Lào, nổi bật trong khu vực này là những lâu đài còn đang xây dở từ thời vị hoàng thân của Lào trong thời điểm nội chiến hai phe, thân Thái Lan và thân Mỹ cho tới năm 1975. Trong khu chợ của Pak Se, người ta không cảm nhận được một chút gì về tình hình kinh tế thể hại của Lào khi đó. Hàng hóa bán ở đây đa phần là hàng mua chui từ Thái Lan. Những người mặc quân phục này là trong quân đội Pathet Lào. Chúng tôi cũng gặp một số xe tải chở quân đội Việt Nam, nhưng chúng tôi không được phép quay phim chụp ảnh. Người ta cho tôi biết
thì ít nhất Hà Nội có vào khoảng 30.000 quân ở đây để hỗ trợ chính quyền Lào ổn định tình hình. Sau khi người ta thoát khỏi sự náo loạn trong chợ Park Se, thì thành phố Park Se cũng tan hoang giống như mọi thành phố khác ở Lào, nằm gần sông Mekong, nơi mà dân chúng phần lớn đã sang Thái định cư. Những cửa hàng này ngày xưa nằm tất cả trong tay người Hoa, nhưng ở đây họ cũng cảm thấy như người Hoa ở Việt Nam là không thể sống được và đã bỏ đi hết. Người Lào là một dân tộc hạnh phúc và chậm chạp vốn có từ xưa. Những người dân này đang làm việc theo chỉ đạo từ trên một cách uể oải và họ đang làm một kênh dẫn nước vào ruộng lúa ở xung quanh Park Se để tiến tới có thể trồng hai vụ lúa được. Đất nước của Triệu Voi, một thời không bao giờ biết đến thiếu thốn là gì, nay phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong việc cung cấp thực phẩm cho dân chúng. Việc chính quyền Lào theo đuổi chính sách hợp tác hóa nông nghiệp đã làm cho một làn sóng dân chúng bỏ đi. Nhưng có một điều cũng may mắn là Lào không hề bị chính quyền Khmer Đỏ đụng tới. Mọi người ở Park Se đang tổ chức Ngày Quốc tế Phụ Nữ. Đại diện phụ nữ từ khắp vùng miền trong tỉnh kéo về sân vận động. Những đại biểu có mặt trước tiên bày tỏ sự chia sẻ cùng nhân dân Việt Nam với cuộc chiến chống Trung Quốc. Kể cả việc quân đội Việt Nam tấn công Khmer Đỏ cũng được chính quyền Viêng Chăn ủng hộ hoàn toàn. Thậm chí người ta cho rằng quân đội Lào còn gửi cả quân sang Campuchia để giúp đánh Khmer Đỏ. Thỉnh thoảng lại có những điệu múa dân tộc Lào. Những bài hát về việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Lào và sự đoàn kết của ba nước Đông Dương anh em. Người đàn ông này trước kia là một nhà sư rất được kính trọng. Việc ông tham gia tuyên truyền chủ nghĩa mới này là biểu tượng cho việc họ cố gắng dung hòa đạo Phật và chủ nghĩa Mác. So với thời điểm chúng tôi đến Lào năm 1976, thì nay tình hình ở Viêng Chăn đã dễ chịu và bình yên hơn nhiều. Đương nhiên, vẫn còn rất nhiều cửa hàng không được phép mở cửa. Nhưng với sự đồng ý của Hà Nội thì nay tình hình căng thẳng với nước láng giềng Thái Lan đã giảm đi rất nhiều. Chính quyền Lào không ủng hộ những người du kích Thái Lan ở bên kia sông Mekong. Đáng chú ý là sự có mặt của người Nga ở thành phố ảm đạm này. Những công dân Xô Viết trong lúc đi chợ mua hàng không thích được quay phim chụp ảnh, nhưng ai cũng biết là ngay gần sân bay có một khu vực riêng dành cho họ cư trú.
Trong những lúc nghỉ ngơi thì những chuyên gia tình nguyện Liên Xô giải trí ở hồ bơi của khách sạn, nơi mà cách đó chưa lâu, những nhân viên tình báo CIA từng sinh sống. Cuộc chiến Việt-Trung cũng như ở Campuchia đã làm cho tình hình ở nước Cộng hòa Nhân dân Lào căng thẳng. Hà Nội gây sức ép lên Viêng Chăn. Ngày qua ngày thì hình ảnh những người lính trong Viêng Chăn ngày nhiều thêm. Quân đội Lào vốn dĩ chỉ có 50.000, nay tăng cường thêm bằng cách tuyển 13.000 lính mới. Có rất nhiều những thanh niên trốn lính tìm cách vượt qua sông Mekong sang Thái Lan. Từ Moscow và Hà Nội, nhiều cuộc tuyên truyền đi khắp thế giới cho người ta thấy hình như Lào cũng là một quốc gia bị sự xâm lược của Trung Quốc đe dọa. Quay trở lại vùng biên giới Việt-Trung, người Trung Quốc ăn mừng cho việc kết thúc trừng phạt Việt Nam giống như một chiến thắng vĩ đại. Những người lính trở về qua một cổng mà thời còn cơm lành canh ngọt, người ta gọi là hữu nghị quan. Trước đó người Pháp gọi là cổng tới nước Trung Hoa, nhưng trong sử sách của người Trung Hoa thì cổng này có tên là Trấn Nam Quan, có nghĩa là cổng bình định miền Nam. Cuộc tấn công Việt Nam được rất nhiều người dân Trung Quốc ủng hộ, mặc dù con số chính thức họ công nhận vào khoảng 20.000 lính thiệt mạng. Diese Reaktionen stehen im Widerspruch zur überwiegend pazifistischen Geistesverfassung in der westlichen Welt von heute. Cảnh những người dân đón tiếp như thế này có vẻ trái ngược với những gì mà người phương Tây biết về vùng ở Thái Bình Dương xa xôi này. Những gì xảy ra ở Trấn Nam Quan, phía tây của tỉnh Quảng Trị xa xôi, không khác gì một ngày lễ lớn của họ. Giữa người Trung Quốc và người Việt Nam không chỉ là trên mặt trận vũ trang, mà còn ngay cả trên mặt trận tâm lý chiến. Người Việt Nam tuyên truyền rằng Trung Quốc đã gây ra nhiều tội ác man dợ trên vùng biên giới của họ. Và truyền hình của Trung Quốc đáp lại bằng những... Thậm chí trước khi rút hết về nước, họ còn quét sạch đường phố, giúp đỡ thực phẩm cho dân thường. Họ giúp đỡ những người già. Họ giúp sửa những mái tranh bị dột nát. Một hình ảnh quá tuyệt vời nếu như có thật. Đáng chú ý là việc người Trung Quốc rất quan tâm tới những dân tộc thiểu số ở vùng biên giới này, như các dân tộc Thái, Mèo, Dao và nhiều dân tộc thiểu số khác. Những dân tộc thiểu số này, vì không được chính quyền Việt Nam quan tâm và trong tương lai, nếu còn như vậy sẽ trở thành những người đồng minh rất quý giá của Trung Quốc. Đây là hình ảnh những người dân tộc thiểu số ở vùng biên trong thời gian chiến tranh đã hỗ trợ người Trung Quốc trong việc tiếp tế đạn và thực phẩm. Ngoài ra, dân tộc Mèo cũng cư trú ở miền Bắc của Lào và trong tương lai, người Trung Quốc có thể lợi dụng để cho người của họ qua sống và dễ dàng giúp cho khu vực này có thêm nhiều bất ổn. Trừ một khu vực rộng vào khoảng 60 km vuông trong vài khu rừng, nơi mà hai bên còn tranh cãi chủ quyền, còn lại các vùng khác, Trung Quốc đều tự nguyện rút hết về nước. Đặng Tiểu Bình tuyên bố tại Bắc Kinh với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Trung Quốc sẽ đánh một trận mạnh hơn nữa nếu Hà Nội không chịu thay đổi lập trường của mình.
falls die Vietnamesen ihre Haltung nicht grundlegend ändern. Vì nó không chỉ liên quan tới vài km ở biên giới, cũng không hẳn chỉ là số phận của người Hoa tại Việt Nam hay việc chiếm giữ vài hòn đảo ở Biển Đông. Trung Quốc yêu cầu Việt Nam rút hết quân ra khỏi Campuchia và Lào, không làm đồng minh của Liên Xô nữa. Nhưng chẳng cần nói, người ta cũng biết Hà Nội không bao giờ chịu khuất phục. Tạm thời đã yên tiếng súng, nhưng cuộc chiến tranh ở Đông Dương còn lâu mới kết thúc. Ist noch längst nicht zu Ende.